Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chuỗi review các sản phẩm của Vinmark. Và hôm nay, trước mặt em đây là bộ combo sản phẩm Turbo Bear 6 kết hợp với bình phun thuốc. Một sản phẩm được đông đảo bà con tin dùng. Và có chắc hẳn là tất cả chúng ta đã biết hết được công dụng cũng như là cách hoạt động của nó. Thì với video này thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người tất tần tật những gì về Turbo Bear 6 mang lại cho mọi người. Combo sản phẩm của chúng ta thì sẽ bao gồm một bình xịt COV 20 lít, kèm theo đó là một đầu phun tốc độ cao. Kèm theo đó sẽ là một chiếc cần rút dài như này để chúng ta có thể phun xa hơn. Tiếp đến là các loại pack phun. Chúng ta có béc đơn, béc đôi, béc loa. Đây là béc loa nhé. Còn đây là phần béc đơn, béc đôi. Ngoài ra thì sẽ có các đầu béc khác để chúng ta thay thế. Thời gian sạc của bình là từ 6 đến 8 tiếng, mọi người có thể sạc qua đêm. Và thời gian sử dụng cũng là từ 6 đến 8 tiếng, tương ứng với 15 bình này. Đầu phun tốc độ cao ở đây thì mọi người hoàn toàn có thể ứng dụng vào trong ngành nông nghiệp, trong ngành y tế, phun khử khuẩn, khử trùng, phun các hóa chất diệt côn trùng, sâu bệnh. Một sản phẩm rất đa năng và mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Và độ phun xa lên tới 5 mét. Và thiết kế cực kỳ là nhỏ gọn, có phần công tắc ở trên phía tay cầm giúp các thao tác của chúng ta được trở nên dễ dàng hơn. Phần phía bên trên ở đây là phần béc phun, mọi người có thể thay thế các béc khác nhau bằng cách xoay núm ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra. Và thay các cái đầu núm phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Rất nhiều khách hàng nhà Vinmark thường đặt câu hỏi là không biết đầu phun tốc độ cao này có phù hợp với các loại bình xịt khác không hay chỉ với COV 20 thôi. Thì mình xin giải đáp cho mọi người là có phù hợp với tất cả các dòng bình 12 lít, 8 lít, 16 lít, 18 lít. Điểm nổi bật của Turbo BA 6 đó là có các cái khớp nối luôn phù hợp với các dạng bình phun điện. Thao tác thì cực kỳ là đơn giản, các bạn nối phần ra nước của bình xịt cũng như là gắn vào đầu của turbo và kèm theo đó là nguồn điện sẽ được cắm vào phần sạc pin của bình. Bây giờ chúng ta sẽ thao tác lắp các bộ phận, các phần dây đeo sao cho hoàn chỉnh và chúng ta sẽ test thử máy để cho các bạn cùng xem ạ. Chúng ta đo hai phần dây bằng nhau này để điều chỉnh. Sau đó thì chúng ta lắp phần bên trên như mình đang làm và gá các phần bên dưới. Sau khi chúng ta lắp xong thì chúng ta sẽ phun với hóa chất. Chúng ta pha hóa chất trước đó và sẽ cho vào trong bình. Chúng ta nhớ là phải cho qua cái phần là lọc cạn này để hóa chất ở trong bình không bị dính cạn và sẽ không ảnh hưởng đến bộ bơm. Sau khi hoàn chỉnh thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác. Đầu tiên chúng ta sẽ bật công tắc của bình và bật công tắc của đầu turbo. Nên các bạn nhìn thấy là lượng xương đã bắt đầu ra. Rất là xa đúng không ạ? Độ xa của nó sẽ lên đến 5 mét nha mọi người nhé. Vừa rồi là mình đã sử dụng với đầu phun tốc độ cao. Và bây giờ thì mình sẽ thao tác cùng với cần kéo dài để phun xa hơn. Đầu tiên thì các bạn sẽ lắm tay nắm bóp vào giúp mình, gắn tay nắm bóp vào. Các bạn siết chặt các cái đầu và mình sẽ kéo dài cần. Và chúng ta sẽ lắp với béc loa nhé. Sau khi chúng ta lắp xong thì chúng ta sẽ thao tác khởi động máy. Chúng ta sẽ chỉ cần nhấn một nút công tắc và mở cái phần van ở tay nắm cầm. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là xa. Mình có thể sử dụng để phun trong các cái vườn rau, trong phun khử khuẩn trong chuồng trại. Ngoài béc loa ra thì mình có thể thay thế bằng các đầu béc khác sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi người. Một sản phẩm kết hợp 2 trong 1. Giữa đầu phun tốc độ cao và bình phun thuốc có gắn cần dài. Chắc hẳn cũng là một sự lựa chọn hoặc là một sự cân nhắc của bà con nông dân.
để tư vấn thêm về sản phẩm cũng như mua máy. Hãy liên hệ hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website mymocviet.vn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.